Thưa quý vị, phố sức khỏe đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm trên tuyến đường Sư Vạn Hạnh và đường Dương Quang Trung, quận 10. Mô hình mới này nhằm tạo điều kiện cho việc giới thiệu, kết nối sản phẩm du lịch để làm phong phú các điểm đến của thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình triển khai phố sức khỏe chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay, tuyến phố sẽ mời gọi các cơ sở y tế dịch vụ trên tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Dương Quang Trung tham gia hoạt động phát triển y tế gắn với vui chơi, mua sắm, giải trí và lưu trú. Giai đoạn 2 từ sau tháng 11, các đơn vị sẽ sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nghiên cứu kỹ hơn về quy mô, mô hình, cách thức tổ chức, từ đó mở rộng tại các tuyến đường khu vực lân cận. Khi mà đưa ra những cái trải nghiệm này thì giới thiệu được du khách đến để biết được tới những cái điểm mới mẻ về y học cổ truyền, về y tế cộng đồng thì sẽ được sự liên kết và giới thiệu rất nhiều điểm đến, trong đó có bảo tàng y học cổ truyền. Quận 10 là khu vực có nét đặc trưng riêng, chuyên kinh doanh dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe. Việc hình thành phố sức khỏe là kế hoạch được ấp ủ từ lâu của quận. Tuyến phố sẽ bảo đảm yêu cầu về chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện danh mục kỹ thuật đảm bảo khám, điều trị bệnh nhân hiệu quả. Cùng với ra mắt phố sức khỏe, Ủy ban Nhân dân quận 10 đã giới thiệu 3 sản phẩm du lịch y tế, đó là quận 10 ngày tỏa nắng, quận 10 tỏa sáng nụ cười và em là bác sĩ. Có 144 đơn vị đăng ký thì đều hướng đến cái việc là kinh doanh đúng pháp luật, quảng cáo đúng để mà chăm sóc sức khỏe cho người dân. Và đặc biệt thì hôm nay có thêm 3 cái sản phẩm về du lịch y tế, quận 10 tỏa nắng, rồi các cái hoạt động về em là bác sĩ. Thì kết nối với 2 cái sản phẩm cũ, đó là quận 10 nơi lịch sử ghi dấu và đến quận 10 nghe kể chuyện đông y, để mọi người khi đến đây thì đều được vui khỏe. Dịp này, Trung tâm Y tế quận 10 ra mắt chương trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân, tiêm vaccine phòng COVID-19 và khám chữa bệnh nhân đạo cho 100 thành viên gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.